quan chưa? Luyện rồi của một nơi khác và nó bị thất bại, huấn luyện nó bị thất bại, tức là lúc nào nó cũng cụp đuôi lại và nó không về nhà chủ và nó không sủa và lúc nào nó cũng sợ nó cụp đuôi lại, thì tôi chỉnh sửa từng bước một. Chắc trước là huấn luyện dùng cơ học nhiều cưỡng bức nên là nó sợ, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa lại từng động tác để cho các bạn xem. Thứ nhất là về cắn, là nó không cắn, tôi sẽ chỉnh sửa về huấn luyện lại về động tác cắn. Cái thứ hai là về cái thân thiện. Cái thứ ba là các động tác làm sao nhanh và nó sẽ thân thiện và nó sẽ mạnh bạo lên. Nên tôi hôm nay tôi khắc phục cái thêm là cái động tác sủa để các bạn xem, để các bạn sau các bạn có những cái con chó mà nó như thế, các bạn áp dụng, các bạn huấn luyện là nó sẽ thành công. Bây giờ mời các bạn ra chỉnh sửa lại. Đuôi lại, lại gió, nhẹ nhàng, gió, quá nhát luôn. Đã huấn luyện một khóa ở chỗ khác rồi nhá, nhưng mà thất bại. Thấy cái gì sợ nhát, thế sẽ kích nó lên, và thứ hai là cho nó sẽ chỉnh sửa lắm. Mấy ngày nhìn thấy chó thần thái nó đã khác rồi, có thấy không? Chỉnh sửa lại có mấy ngày thần thái nó đã khác.